Tư Mã Ý, yếu nhân lập nên nhà Tây Tấn, trọng thân bốn đời quân chủ, tài có thể sánh ngang Gia Cát Khổng Minh, đức có thể bình thiên hạ, giúp chúa công đoạt được cơ đồ, lập nên nhà Ngụy thịnh thế. Nhưng dù có tài, có đức, lại có sự ẩn nhẫn thâm sâu, người đương thời đều cho rằng ông sẽ trở thành Gia Cát Lượng tiếp theo, trung thành tận tụy, cống hiến cho Tào gia, thì Tư Mã Ý lại giấy binh tạo phản, cuối cùng thành công khống chế được thế lực của Tào Ngụy. Có thể nói, nếu không có sự ẩn nhẫn của Tư Mã Ý, căn bản nhà Tấn không thể được thành lập, Tư Mã gia càng không thể thay thế Tào gia trở thành bá chủ thiên hạ. Nhưng chỉ 100 năm sau, gia tộc Tư Mã đã hứng chịu sự hủy diệt kinh khủng. Với sự trỗi dậy của Lưu Dụ, tức Lưu Tống Vũ Đế, con cháu của Tư Mã Ý bị tàn sát dã man, gần như không còn ai sống sót. Người đời cho rằng đó là vì Tư Mã Ý đã đi lại lời thề độc năm xưa bên thác Lạc Thủy, nên hậu duệ mới lâm vào cảnh bị đuổi cùng diệt tận. Thiên hạ khó đoán, ai có thể ngờ rằng gia tộc giàu có hàng đầu 100 năm trước lại bị diệt vong trong chớp mắt. Vậy rốt cục Tư Mã gia đắc tội với ai? Tại sao lại bị tàn sát? Chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Tư Mã Thị giấy binh tạo phản. Tư Mã Ý có thể nói là bậc đại nhẫn trong thiên hạ, bởi chả mấy kẻ có dạ tâm mà nhẫn nhịn giỏi như ông. Từ một thân tử Đông Hán tới bề tôi dưới chân Tào Tháo, sau lại phó tá thêm ba đời nhà Tào Ngụy. Chờ tới năm 70 tuổi mới tạo nên cục binh biến để xoán ngôi nhà Tào Ngụy, lập nên nhà Tây Tấn, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong ván cờ Tam Quốc phân tranh. Kể từ khi quy phục dưới trướng Tào Doanh, Tư Mã Ý đã lọt vào tầm ngắm của kẻ đa nghi đứng đầu thiên hạ là Tào Tháo. Tào Tháo vốn từ đầu đã thấy được dã tâm trên người Tư Mã Ý, nên cố ý không dụng ông trong những việc quan trọng thiên cơ. Dần dần, Tào Tháo thấy Tư Mã Ý là người có chí lớn, lại phát hiện Ý có dị tướng, có thể quay đầu về phía sau mà không cần quay người lại, nên rất đố kỵ, căn dặn Tào Phi. Tư Mã Ý là kẻ không cam chịu làm thần, tất sẽ can dự vào việc lớn nhà ta. Nhưng quan hệ giữa Tào Phi và Tư Mã Ý rất tốt, Ý thường bảo vệ Phi nên bỏ ngoài tai lời cha dặn. Năm 220, sau khi Tào Tháo chết, Tư Mã Ý giúp Tào Phi loại bỏ em trai Tào Thực để kế vị. Nhưng Tào Phi mệnh yểu, tại vị được 6 năm thì chết, để lại ngôi cửu ngũ cho Tào Duệ. Tào Duệ lên ngôi, rất tin tưởng Tư Mã Ý, phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, quản lý quân quyền ở Kinh Châu và Dự Châu kề cận Đông Ngô để chống Tôn Quyền. Tuy nhiên, số mệnh nhà Tào đều là đoàn mệnh. Tào Duệ cũng chẳng trụ được bao lâu trên ngôi hoàng đế thì thọ mệnh cạn kiệt. Khi chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng, ông đã giao con nuôi 8 tuổi là Tào Phương, tức Ngụy Thiếu Đế, cho Tư Mã Ý và Tào Sảng. Lúc đầu, Tào Sảng kính trọng Tư Mã Ý như cha, không dám coi thường, cùng ông chia sẻ quyền lực. Nhưng Tào Sảng nhanh chóng dùng một số thủ đoạn chính trị để đề cao Tư Mã Ý với các chức danh như đại thái phó, trong khi gạt bỏ quyền lực thực sự khỏi tay ông ta. Tào Sảng sau đó đưa ra mọi quyết định quan trọng và không cần hỏi ý kiến Tư Mã Ý. Nhanh chóng, vây cánh của Tào Sảng gồm Đặng Dương, Lý Thắng, Hạ Yến và Đinh Mật, những người được biết đến về tài năng nhưng thiếu khôn ngoan, được giao những vị trí quyền lực và họ trục xuất mọi vị quan không cùng phe cánh ra khỏi triều đình. Tư Mã Ý vẫn được nắm quyền chỉ huy quân đội nhưng không có quyền lực trong triều. Năm 247, Tư Mã Ý chán nản với hoàn cảnh hữu danh vô thực của mình nên đã cáo ốm xin về vườn. Tào Sảng phái Lý Thắng tới dò la có phải Tư Mã Ý ốm thật hay không. Tư Mã Ý đóng giả và lừa được Lý Thắng. Năm 249, Tư Mã Ý nhân lúc Tào Sảng tháp tùng Tào Phương rời Lạc Dương đi tảo mộ Tào Duệ ở Cao Bình Lăng, đã phát động cuộc chính biến, khống chế quân đội ở kinh thành, tiêu diệt gia tộc Tào Sảng. Tào Sảng hoảng sợ không biết phải làm thế nào. Thậm chí khi đã được cố vấn là Hoàn Phạm gợi ý mang Tào Phương chạy đến kinh đồ khác ở Hứa Xương để phát hịch gọi quân các trấn về chống lại Tư Mã Ý. Nhưng Tào Sảng chọn cách đầu hàng với lời hứa Tư Mã Ý rằng sẽ cho ông ta giữ lại mọi chức danh. Tuy nhiên, Tư Mã Ý nhanh chóng nuốt lời và hành quyết Tào Sảng cùng tất cả phe cánh, họ hàng của họ vì tội phản bội. Sự biến lăng Cao Bình là bước ngoặt để gia tộc Tư Mã chính thức nắm toàn bộ quyền lực của Tào Ngụy, từng bước xây dựng nhà Tấn, biến hoàng đế họ Tào chỉ còn trên danh nghĩa. Từ đó, mọi quyền chính trị, quân sự của Tào Ngụy đều rơi vào tay Tư Mã Ý, năm đó 70 tuổi.
Sau đó, Tư Mã Ý được phong làm thừa tướng, tước An Bình quận công, hưởng thực ấp Vạn Hộ. Khi tấu sự không cần xưng danh, nhưng ông từ chối nên quan tước vẫn chỉ là thái phó Vũ Dương Hầu. Năm 249, thái úy Vương Lăng cầu kết với thích sử Duyện Châu, lệnh Hồ Ngu âm mưu phế bỏ Tào Phương, đưa Tào Bưu, một người con của Tào Tháo khi đó 57 tuổi lên thay. Âm mưu bại lộ, Tư Mã Ý tru di tam tộc Vương Lăng, lệnh Hồ Ngu bức tử Tào Bưu. Năm 251, Tư Mã Ý chết vì bệnh, hưởng thọ 73 tuổi. Ông di chúc từ chối lễ tang dành cho quận công, chôn ở núi Thủ Dương, không trồng cây, không xây lăng. Năm 265, cháu nội ông là Tư Mã Viêm tiếm ngôi Tào Phương, xưng đế, lập nên triều Tây Tấn, truy tôn ông là Cao Tổ Tuyên Đế. Âu cũng là chuyện cười cho thiên hạ, khi Khổng Minh, Khương Bá Ước xuất binh 5-6 lần hao người tốn của, 20 năm mà không lật đổ được nhà Ngụy. Tư Mã Ý phí chẳng bao hơi sức, chỉ một buổi cũng đã cướp toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Tào trong tay. Không chỉ thế, mà trong suốt quá trình tranh giành hoàng vị, nhà Tư Mã đã phế truất hai đời hoàng đế, giết hại một vị vua. Thời thế tạo nên Tư Mã Ý, do chính tại Ngụy chủ Tào Tuấn cấp cho Tư Mã Ý cơ hội cướp ngôi Ngụy. Lẽ ra, Tuấn dùng Yên Vương làm đại tướng quân thì làm gì có chuyện? Vì Tuấn dùng rằng không quyết, cuối cùng lại nghe lời bọn Tôn Lư, Lưu Phóng dùng Tào Sảng và Tư Mã Ý. Tài năng quân sự của Tư Mã Ý so ra thì kém xa Tào Tháo và Khổng Minh. Nhưng Tư Mã Ý lại là người vô địch về quân sự và chính trị khi cả Tào Tháo lẫn Khổng Minh đã chết rồi. Tư Mã Ý có một đức tính chính trị rất tốt, lòng nhẫn nại và cơ mật. Sở dĩ Ý dựa được vào thế, phần lớn cũng là nhờ tính nhẫn nại, biết nhờ thời cơ. Tóm lại, sự thành công của Tư Mã Ý có hai yếu tố, thời thế và nhẫn nại. Nhờ nhẫn nhịn, Tư Mã Ý đã tàng trữ được nguyên khí, chí lực, một kích tất lấy được cả Sơn Hà. Nhưng triều đại mà Tư Mã Ý khổ công mưu đoạt lại chẳng thể tồn tại được lâu. Chỉ trăm năm sau đã rơi vào cảnh bị truy sát tới ngưỡng diệt vong. Gia tộc Tư Mã vì đâu mà tận diệt? Sau khi Tư Mã Viêm xưng vương lập nên nhà Tây Tấn kéo dài suốt trăm năm, nhưng dòng họ Tư Mã sau khi nắm quyền lại khiến thiên hạ đại loạn. Mặc dù bề ngoài, Lưu Dụ và thuộc hạ chính là người đã đưa gia tộc Tư Mã tới con đường diệt vong, nhưng sự thật phía sau lại khiến người ta phải bàng hoàng khi biết chính tổ tiên của dòng họ Tư Mã đã làm ra việc này, và con cháu chính là kẻ phải chịu nỗi hận thiên thu vạn đại khi đi ngược với lời thề năm xưa. Vốn dĩ, trước đời Tư Mã Ý, ở Trung Quốc cũng có những cuộc tranh giành quyền lực nhưng ít đẫm máu hơn nhiều. Tất cả đều giữ lời hứa và giữ một giới hạn nhất định, không giáng họa cho người nhà. Thế nhưng, Tư Mã Ý đã phá bỏ lời thề lạc thủy, khiến con cháu đời sau phải trả cái giá đắt. Theo sử sách kể lại, thì lời thề lạc thủy có liên quan đến thời điểm Tư Mã Ý khuyên Tào Sảng đầu hàng. Ông đã cử Hứa Sung và Trần Thái đến thuyết phục Tào Sảng, hứa rằng chỉ cần giao binh quyền thì Tào Sảng vẫn được giữ tước vị và tài sản. Đương nhiên, Tào Sảng trẻ người non dạ, nhưng ngồi trên cái ghế rồng nhiều năm cũng không phải kẻ ngốc nghếch đến mức tin ngay vào lời nói suông này. Tào Sảng nói rõ sẽ đầu hàng nếu như Tư Mã Ý phải có hành động thực tế, cho thấy lời ông ta là thực. Để làm yên lòng vị chúa công trẻ tuổi, Tư Mã Ý đã đứng trước quan trường Ngụy Quốc, lấy danh dự 40 năm tiếng tăm hiển hách của Tư Mã Thị gia để thề độc. Lấy núi sông, trời đất chứng giám, chỉ vào dòng thác đang chảy chính là thác Lạc Thủy mà phát lời thề, bảo đảm không phụ Tào Sảng, nếu không chính là nghịch thiên. Vốn dĩ Trung Hoa từ xưa đã coi trọng lời thề độc. Đối với người Trung Quốc, lời thề một khi đã được lập nên sẽ tạo thành sự ràng buộc với đất trời. Một khi làm trái lời thề sẽ phải nhận sự trừng phạt. Thế nhưng, cuối cùng Tư Mã Ý đã đi ngược lại lời thề để diệt cỏ phải diệt tận gốc, giết Tào Sảng để nắm quyền. Để rồi khi thời thế thay đổi, thế cục đổi thay, triều đại của nhà Tư Mã cũng bị người giấy binh làm loạn theo cách này. Chính Lưu Dụ cũng giết tất cả những người trong gia đình Tư Mã khi nắm quyền. Vì dã tâm của mình, Tư Mã Ý hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của thế hệ tương lai, đã phá vỡ giới hạn của tranh giành quyền lực và gây ra bi kịch cho hậu bối. Tư Mã Ý diệt đế giữa đường. Ở thời xưa, hoàng đế là một sự tồn tại vĩ đại, là con của trời. Cho dù tàn ác như Đồng Trác hay Tào Tháo cũng không xuống tay tàn độc với thiên tử triều Hán. Vì nếu động thủ với hoàng đế, cũng gián tiếp cho thiên hạ thấy rằng kẻ làm hoàng đế cũng bị thay thế, người khác cũng có thể ngồi lên ngai vị này.
Đó cũng chính là lý do khi Tào Phi soán ngôi nhà Hán, ông để Hán Hiến Đế thoái vị chứ không giết. Tuy nhiên, Tư Mã Chiêu, con trai của Tư Mã Ý, đã dàn dựng một cảnh giết chết hoàng đế trên đường. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ sự kính sợ của người dân đối với thiên tử. Từ đó mọi người đều biết, giết hoàng đế cũng được, không có gì phải sợ, chỉ cần có binh lính trong tay, thiên hạ cũng có thể thuộc về mình. Kể từ đó, binh đao loạn lạc, thay đổi triều đại liên tục, các cuộc đảo chính nổi dậy hàng loạt, ai cũng muốn làm hoàng đế. Sau khi lên nắm quyền, Lưu Dụ tự nhiên làm theo tổ tiên Tư Mã gia, giết chết hoàng đế, thuận tiện quét sạch cả gia tộc Tư Mã. Chọn người kế vị kém trí tuệ, gây loạn thế. Tư Mã Viêm sáng lập triều đại Tây Tấn, tức Tấn Vũ Đế, vốn là một vị hoàng đế đầy triển vọng, nhưng trước khi chết đã chọn nhầm người kế vị, dẫn đến loạn thế, sinh linh diệt vong. Khi thành lập nhà Tấn, Tấn Vũ Đế lo ngại về sự ổn định của triều đại và tin rằng triều đại trước đó, Tào Ngụy, đã bị thất bại do không trao quyền cho các hoàng thân của hoàng đế. Vì thế, ông đã trao binh quyền tại các địa phương cho các chú, anh em họ và các con trai. Điều này chớ trêu thay đã dẫn đến sự hỗn loạn của nhà Tấn, khi các thân vương nắm binh quyền đã đua nhau làm phản, tạo ra cuộc hỗn chiến tranh chấp quyền lực và đã gần như phá hủy nhà Tấn và buộc triều đại này phải di chuyển đến vùng phía nam sông Hoài. Việc triều chính, Tấn Vũ Đế dựa vào hai đại thần Giả Sung và Vệ Quán là hai người từng theo giúp Tư Mã Chiêu cuối thời Ngụy trước kia. Tấn Vũ Đế có con cả Tư Mã Trung, vốn là người đần độn. Sau khi Tấn Vũ Đế, Tư Mã Viêm băng hà, thái tử Tư Mã Trung lên thay, tức Tấn Huệ Đế. Thái tử Phi Giả Thị được phong làm hoàng hậu. Ngay sau cái chết của Tấn Vũ Đế, nhà Tấn bắt đầu suy yếu vì Huệ Đế không điều hành nổi triều đình. Giả Thị giết đại thần, nắm đại quyền lại làm các việc xâm loạn, khiến các hoàng thân đồng loạt nổi lên làm loạn. Có thể thấy, sau khi lên nắm quyền, nhà Tư Mã chỉ chăm chăm lo sợ kẻ ngoại tộc chiếm đoạt quyền lực, nên phần đất phong hầu cho những người trong gia tộc một cách trắng trợn, nhằm giữ quyền lực trong tay dòng họ mình. Năm xưa, Hán Triều đã từng mất rất nhiều công sức mới loại bỏ được chế độ phiên vương này. Vậy mà vì tư lợi cá nhân, Tư Mã gia lại không ngần ngại sử dụng con dao hai lưỡi đó. Kết cục dẫn tới loạn bắt vương, rồi từ đây kéo theo loạn ngũ hồ, khiến Trung Hoa phải trải qua hàng trăm năm loạn lạc chia ly. Tất cả chỉ khoảng 26 năm sau khi Vũ Đế mất. Tư Mã Ý cả đời cẩn trọng, ẩn nhẫn chờ thời cơ để làm nên nghiệp lớn, tạo nền móng vững chắc cho con cháu tạo dựng cơ đồ sau này. Nhưng thế đạo xoay vần, 50 năm Hà Đông, 50 năm Hà Tây là điều đã nằm trong dự liệu. Con cháu Tư Mã thiếu tài, lại thiếu đức, chẳng thể giữ nổi nghiệp lớn muôn đời do tổ tiên gây dựng, để rồi gây nên họa sát tộc, chấm dứt nghiệp đế vương của cả một dòng họ lớn trong triều đại lịch sử Trung Hoa. Đến đây thì video của Lịch sử Trung Quốc cũng xin nói lời chào tạm biệt. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Lịch sử Trung Quốc để đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình tiếp theo.